Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh, nếu bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu, chúc các bạn một ngày tốt lành. Cháp 259. Sau nửa canh giờ trôi qua, một nữ nhân xinh đẹp đang nằm một cách lười biếng trong lòng Kim Sĩ Anh. "Lang quân, ngày mai ta sẽ phải dẫn quân của Ngô Quốc đi về phía nam, ngươi sẽ không còn thời gian, đã đến lúc phải đưa ra quyết định." Nữ nhân nói một cách ôn nhu, Kim Sĩ Anh không phát biểu gì. Nữ nhân tiếp tục, nếu ngươi không suy nghĩ cho bản thân, không suy nghĩ cho ta, ít nhất cũng nên suy nghĩ cho đứa con của chúng ta. Kim Sĩ Anh run lên không kiểm soát được. Nữ nhân nắm lấy tay Kim Sĩ Anh, đặt lên bụng nhỏ của mình, ôn nhu nói, chúng ta đã có con, và giờ đây trong bụng ta, bảo bảo đã được hơn 2 tháng tuổi. Hơi thở của Kim Sĩ Anh gần như ngừng lại. Thế nào, ngươi sợ hãi, không muốn gánh vác trách nhiệm? Nữ nhân hỏi một cách ôn nhu. Sau một hồi lâu, Kim Sĩ Anh mới hỏi cuối cùng ngươi là ai tên ngươi là gì nữ nhân trả lời ta tên ngô u kim sĩ anh ngạc nhiên hỏi họ ngô sao nữ nhân giải thích đừng hiểu lầm ta không phải công chúa hay quận chúa gì cả có lẽ vài trăm năm trước ta và đại vương là một gia đình bây giờ ta có thể coi như là em gái họ của tướng quân ngô mục kim sĩ anh bình luận ngô mục đại nhân thật sự để mắt tới ta ư nữ nhân đáp tất nhiên hắn để mắt tới ngươi vì lang quân ngươi quá xuất sắc mà kim sĩ anh phàn nàn các ngươi thật sự có biết bao kế sách từ hơn hai tháng trước đã dùng mỹ nhân kế để kéo ta xuống nước ngô u nói lang quân ngươi từng rất quan trọng chúng ta đã dành hết tâm trí cho ngươi thậm chí còn tặng cho ngươi một mỹ nhân như ta nhưng giờ đây ta không ngại nói rằng giá trị của ngươi không còn như trước bởi vì kim trác đã qua đời toàn bộ nội triều thành như rắn mất đầu hơn nữa việt quốc hoàn toàn không thể hỗ trợ nội triều thành thẩm lãng người mạnh nhất trong gia tộc kim thị lại bị mắc kẹt ở đêm trắng quận không rõ sống chết việc chiếm lấy nội triều thành trở nên dễ dàng như lật bàn tay do đó vai trò của ngươi không còn quan trọng như trước kim sĩ anh không phát biểu gì ngô u hôn lên ngực kim sĩ anh và nói như ngươi là nam nhân của ta ta đã yêu ngươi và ta muốn ở bên ngươi mãi mãi ta hy vọng sẽ thấy ngươi có một tương lai tốt đẹp kim sĩ anh hỏi cái gì là có tương lai tốt đẹp ngô u giải thích lang quân với võ công và tài năng của ngươi ngươi hoàn toàn có thể trở thành võ tiến sĩ trong kỳ thi và ít nhất trong tương lai có thể trở thành một võ tướng hạng tứ. Nhưng ngươi lại bị gia tộc Kim Thị giam cầm, dù danh nghĩa là tướng quân nhưng thực chất chỉ là một kẻ hầu hạ, không có quyền lực gì cả. Kim Sĩ Anh nói, hầu tước đại nhân đã ban cho ta ân huệ như núi, mọi thứ ta có đều do gia tộc Kim Thị ban tặng. Ngô U đáp, lang quân, liệu ngươi có muốn chôn cùng với gia tộc Kim không? Trận chiến này, các ngươi đã không còn hy vọng. Kim Sĩ Anh phản bác, chúng ta vẫn còn 5-6 ngàn binh sĩ, chúng ta vẫn còn thành bảo kiên cố không thể phá vỡ ngô u nói đúng thủ thiên nguy cái này lâu đài rất kiên cố chúng ta một vạn người tấn công không thể chiếm được nhưng hai vạn người ba vạn người thì sao điều quan trọng nhất là kim trác đã chết ngươi còn muốn trung thành với ai kim sĩ anh không nói gì ngô u tiếp tục vì phương ninh nguyên đã phong ngươi làm chủ của nội triều thành nhưng liệu ngươi có một nửa quyền lực nào không để bào chữa cho bản thân ngươi không tiếc tự hại mình thậm chí quỳ gối trước thẩm lãng, một kẻ ở rể. Dù hắn là người ở rể nhưng địa vị của hắn rõ ràng không bằng ngươi. Ngươi lại phải quỳ lại và thề trung thành với một kẻ ở rể, điều này có phải là sỉ nhục không? Nữ nhân nắm lấy tay kim sĩ anh, dò dẫm vết sẹo trên mặt anh. Ngô U nói, chồng yêu, ta đã nói rồi, nếu ngươi không suy nghĩ cho bản thân, thì ít nhất cũng phải suy nghĩ cho ta và đứa con của chúng ta chứ. Kim Sĩ Anh vẫn không phát biểu gì. Ngô U tiếp tục, sau khi chiếm được nội triều thành, Ngô Mục sẽ trở thành thái thú lôi châu kiêm để đốc thủy sư. Còn ngươi, chồng của ta, sẽ trở thành chủ nhân chính thức của Nộ triều thành, kiêm tướng quân tứ phẩm của Ngô Quốc. Kim Sĩ Anh run rẩy. Ngô U nói, trong tương lai, địa vị của Nộ triều thành sẽ rất cao, ngang hàng với thủ đô Bình An huyện và Vạn Nam huyện. Chủ nhân của thành phải từ ngũ phẩm trở lên. Hơi thở của Kim Sĩ Anh dường như đình trệ một chút. Ngô U nói, chồng yêu, ngươi có chấp nhận số phận làm gia nô suốt đời không? Ngươi có muốn con trai của mình cũng trở thành gia nô không? Ngô Mục tướng quân là em trai của đại vương Ngô Khải Đường, hắn thiếu tâm phúc chính đáng. Còn ngươi, không có căn cơ gì cả, chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu ngươi tận tâm phục vụ Ngô Mục, hắn nhất định sẽ coi ngươi như tâm phúc của mình. Kim Sĩ Anh không nói gì, nhưng tim anh đã đập nhanh hơn. Ngô U nói, chồng yêu, ngay cả cừu hào, kẻ đáng khinh như thế cũng có thể trở thành chủ nhân của Thiên Phong Thành, kiêm tướng quân Trấn Hải Tứ Phẩm, ngươi có chấp nhận không? Ngươi rõ ràng hơn hắn nhiều, chủ nhân của nội triều thành kiêm tướng quân nội triều tứ phẩm, quyền lực và địa vị này, ngươi chẳng lẽ không muốn sao?" Kim Sĩ Anh hỏi, "Điều này có nghĩa là ta phải phản bội gia tộc Kim sao?" Ngô U trả lời, "Gia tộc Kim từ lâu đã phải diệt vong, điều này có liên quan gì đến việc ngươi phản bội hay không? Dù ngươi làm gì, cũng không thể cứu vãn được gia tộc Kim. Đây chính là cơ hội để ngươi ghi công lớn, để trao cho Ngô Mục hầu ra một danh hiệu cao quý." Kim Sĩ Anh im lặng lâu lắm mới nói. Ngô U dịu dàng nói, chồng yêu ơi, ta cho ngươi chính là vì sự trong sạch và không tì vết của ta. Đây là mỹ nhân kế, nhưng cũng giống như một kế hoạch mỹ nhân đánh chó bằng bánh bao thịt, có đi nhưng không có về. Ta là bánh bao thịt, còn ngươi là con chó, ngươi không thể ăn xong rồi bỏ mặc ta đi được. Sau một hồi lâu, Kim Sĩ Anh hỏi, các ngươi sẽ xử trí gia tộc Kim như thế nào trong tương lai? Ngô U dịu dàng trả lời, ngươi đang nói về Kim Mộc Lan sao, Kim Sĩ Anh không nói gì. Ngô U nói, chồng yêu, ngay cả Kim Mộc Lan cũng đã lấy chồng, ngươi còn đối hắn mơ mộng tình yêu sao? Kim Sĩ Anh trả lời, ta không có ý tưởng không lành mạnh nào đối với cô gái đó. Ngô U nói, Kim Trác đã qua đời, gia tộc Kim mất đi nội triều thành đã trở thành điều không thể tránh khỏi. Vọng Nhai Đảo và Kim Sơn Đảo cũng không thể giữ được, gia tộc Kim chỉ còn lại một mảnh đất phong, chắc chắn không thể nuôi dưỡng được quân đội này. Rõ ràng Kim Mộc Lan, chúng ta sẽ không giết nàng ngươi cũng biết thái tử quý quốc ninh dực rất yêu mến nàng ẩn nguyên hội sẽ hoàn chỉnh vô khuyết mà đưa nàng lên giường của thái tử kim sĩ anh bỗng nhiên cắn răng huyệt thái dương nhảy dựng ngô u dịu dàng nói chồng yêu ngươi không phải là chúa cứu thế ngươi không thể cứu được quá nhiều người hơn nữa kim mộc lan theo thái tử việt quốc có gì không tốt dù việt quốc gặp khó khăn lần này ninh dực vẫn là thái tử trở thành phi tần của thái tử chắc chắn tốt hơn là gả cho thẩm lãng kẻ tiện nhân kim sĩ anh nói thẩm lãng thật ghê gớm. Ngô U nói, hắn thực sự rất ghê gớm, nhưng ánh mắt hắn quá hẹp hỏi. Hắn chỉ biết muốn trả thù, chỉ muốn diệt tô thị, lại bỏ mặc nội triều thành, thật là buồn cười. Cuối cùng hắn vẫn chỉ là kẻ tiện nhân, không có tương lai gì cả. Chồng yêu, ngươi không nên học theo hắn, ngươi phải có mục tiêu lớn lao. Ta vẫn đang chờ ngươi phong hầu bái tướng, để ta có thể trở thành phu quý của ngươi. Kim Sĩ Anh run rẩy hỏi, các ngươi muốn ta làm gì? Ngô U trả lời, sau khi Kim Trác qua đời, Kim Mộc Lan sẽ nắm quyền tối cao tại nội triều thành và ngươi sẽ là phó lãnh đạo. Kim Sĩ Anh trong bóng tối gật đầu. Ngô U tiếp tục, ngươi hãy tập hợp những huynh đệ tâm phúc của mình. Kim Sĩ Anh nói, nếu họ trung thành với gia tộc Kim thì chắc chắn sẽ có rất nhiều. Nhưng nếu muốn phản bội gia tộc Kim thì số huynh đệ tâm phúc của ta chỉ còn vài chục, không quá một trăm mà thôi. Ngô U nói, đủ rồi, ngươi hiện tại là võ tướng mạnh nhất của gia tộc Kim, vì vậy việc chấn thủ lâu đài đại môn là điều hợp lý. Kim Sĩ Anh gật đầu và nói, đúng, Ngô U nói, việc của ngươi rất đơn giản, chỉ cần mở cửa lâu đài để chúng ta đại quân có thể dễ dàng tiến vào trong lâu đài. Khi hoàn thành nhiệm vụ này, cuộc chiến tiếp theo sẽ do chúng ta đảm nhận. Kim Sĩ Anh nói, vấn đề khó nhất khi các ngươi tấn công nội triều thành chính là việc phá cửa. Đúng như vậy, Thù Thiên Nguy cái này biến thái, thật sự đã xây dựng nội triều thành quá lớn, quá kiên cố. Tường thành cao và dày, cửa lâu đài càng kiên cố hơn nữa, không thể phá vỡ. Dưới tình hình bình thường, nếu Ngô Quốc Tam vạn đại quân muốn phá cửa lớn này, họ sẽ phải trả giá rất lớn, không biết bao nhiêu người sẽ phải hy sinh, ít nhất cũng phải suýt soát hai vạn người chết. Nhưng nếu cửa được mở ra, việc tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Ngô U nói, chồng yêu, đây là một công việc vô cùng quan trọng. Đối với ngươi, nó không tốn quá nhiều sức lực, chỉ cần mở cửa lớn từ bên trong là xong. Khi chúng ta chiếm được nội triều thành, ngươi sẽ là người có công lớn nhất kim sĩ anh run rẩy nói ta ta có một điều kiện ngô u run rẩy cuối cùng cũng sắp thành công cô đã thuyết phục anh này không biết bao nhiêu lần đã nói hết mọi điều và dùng hết mọi thủ đoạn kim sĩ anh nói sau khi thành công hãy tha cho những người của gia tộc kim đừng giết họ mà không có tội ngô u kiều thanh nói ôi chồng yêu của ta thật là tình thâm ý trọng liệu ngươi có thể chia sẻ một ít tình yêu cho thiếp không kim sĩ anh lạnh giọng nói ta không đùa giỡn. Nữ nhân lại một lần nữa cưỡi lên người Kim Sĩ Anh, Kiều Thanh nói, theo ý ngươi, theo ý ngươi, toàn bộ đều theo ý ngươi, trọng tình trọng nghĩa thật là phiền phức. Đại Tuyết Sơn, dù đã chuẩn bị tất cả, nhưng ba bốn vạn đại quân của Khương Vương vẫn run lạnh đến dùng mình. Ở dưới cung đại kiếp nạn có hai quảng trường, và hiện tại Khương Vương A Lỗ Thái cùng liên quân của đại kiếp nạn tự đang ở quảng trường thứ nhất. Nơi này cách đại kiếp nạn cung chỉ khoảng 100 mét độ cao, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy toàn cảnh của đại kiếp nạn cung. Nhưng để đi đến đó lại mất rất nhiều thời gian, gần 10 dặm qua hai bên. Quảng trường thứ nhất này cũng chính là tuyến phòng ngự đầu tiên của đại kiếp nạn cung, nơi này từng có một lâu đài, nhưng giờ đã bị phá hủy, mọi nơi đều là đống đổ nát. Khổ nạn đầu đà vuốt ve những phế tích này, mắt hắn dần đỏ lên. Cuộc chiến tại đại kiếp nạn cung đã diễn ra vài chục năm trước, nhưng hắn vẫn nhớ rõ như mới xảy ra. Người đã phá hủy đại kiếp nạn cung, chính là đại tướng dưới trướng Khương Ly. Dưới sự kêu gọi của Khương Ly, liên quân 6 vạn người của Càn Quốc, Việt Quốc, Sở Quốc và Ngô Quốc đã tấn công Đại Kiếp Nạn Cung, giết chết gần hết 2 vạn binh sĩ tăng cường và biến cung điện xa hoa này thành đống đổ nát. Đại Kiếp Nạn tự từng là biểu tượng của sự huy hoàng ở thế giới phương Đông như thế nào? Thậm chí rất nhiều quốc quân đều là đệ tử của Đại Kiếp Nạn tự, và trong triều các quốc sư cũng là thượng sư của Đại Kiếp Nạn tự. Đại Kiếp Nạn tự đã vẽ một vòng tròn, ngọn núi này thuộc về Đại Kiếp Nạn tự cũng như dụng tốt và dân chúng dưới chân núi. Cung đại kiếp nạn trước mắt này đã có lịch sử hàng trăm năm. Khi xây dựng cung đại kiếp nạn, thế giới phương Đông có năm quốc gia và hàng chục quý tộc đã đóng góp tiền bạc và nhân lực. Tất cả đều do Khương Ly tạo ra, hắn đã dùng sức mạnh của mình để nhổ dễ thế lực của đại kiếp nạn tự khỏi thế giới phương Đông và chạy tới Tây vực. Sau khi Khương Ly bị đánh bại, đại kiếp nạn tự cho rằng họ có thể trở lại. Nhưng không ngờ, hoàng đế của Đại Viêm Đế quốc lại đánh một đòn cảnh cáo ra lệnh bắt giữ những kẻ còn sót lại của đại kiếp nạn tự. Khổ nạn Đầu Đà đang tìm kiếm trong đống đổ nát. Sau khoảng 15 phút tìm kiếm, hắn cuối cùng đã tìm thấy một khối đá, trên đó có khắc hai chữ, cực khổ. Đó là những chữ hắn đã khắc khi hắn chỉ là một tiểu tăng binh. Vút ve những chữ trên tảng đá, Khổ nạn Đầu Đà khóc không thành tiếng. Sư huynh, sư đệ, hồn các ngươi hãy trở về. Sư tôn ơi, tăng vương bệ hạ, đệ tử cuối cùng đã trở về đại kiếp nạn cung. Ta thề nhất định sẽ tái hiện vinh quang của đại kiếp nạn cung. Nhìn thấy cảnh tượng bi tráng này, hai ngàn tăng binh dưới trướng khổ nạn đầu đà khóc nức nở, trong miệng liên tục niệm kinh. Trở về đại kiếp nạn cung, tái hiện vinh quang của đại kiếp nạn tự. Nhưng ban nhược, đại tông sư chỉ tò mò và thăm dò những phế tích này. Cô không có tình cảm gì với đại kiếp nạn cung, thậm chí còn vui mừng khi nó bị phá hủy, bởi vì cô cũng tôn sùng Khương Ly Bệ Hạ. Bất cứ điều gì Khương Ly Bệ Hạ phản đối, trong lòng ban nhược cũng sẽ phản đối. Tuy nhiên, cô đã từng nghĩ đến việc sư tỷ Lâm Thường từng muốn xây dựng tuyết sơn cung ngay tại đại kiếp nạn cung này. Nhưng chỉ sau gần một tháng, Lâm Thường đã từ bỏ bởi vì nơi này quá xa và sinh hoạt rất bất tiện, chỉ để mua một lần giấy tờ cũng phải đi hàng trăm dặm. Dù ban nhược đã dẫn người đi tiêu diệt tuyết sơn cung vài lần, nhưng trong lòng cô không có ý địch hận lớn với sư tỷ Lâm Thường, thậm chí còn có chút đồng cảm. Tuyết Sơn lão yêu rất mạnh mẽ, nhưng trước nay chưa từng thắng trận nào những lời này đã được truyền khắp thế giới võ đạo phương đông lâm lão yêu người luôn thua trận sau mỗi cuộc chiến khương vương a lỗ thái có một loại cảm xúc hoàn toàn khác dũng cảm hùng tráng hắn đã quyết định hắn nhất định phải tái lập đại kiếp nạn cung nơi này không thể làm vương cung nhưng có thể làm hành cung sẽ đặt ở đỉnh lăng tuyệt nhìn xuống mọi ngọn núi nhỏ a lỗ thái tất nhiên không biết bài thơ này nhưng tâm trạng của hắn lại không khác biệt nhiều ở tại cung điện trên đỉnh núi đại tuyết này mới là đỉnh cao của cuộc đời. So với cung điện xấu xí của phụ thân A Lỗ Cương, Đại Kiếp Nạn Cung mới là kỳ tích của nhân gian. Chờ khi ta chiếm được Thiên Tây hành tỉnh, toàn bộ Đại Tuyết Sơn sẽ thuộc về ta, A Lỗ Thái. Đại Kiếp Nạn Cung giống như viên ngọc trên vương miện của ta. Chờ khi ta diệt A Lỗ Nana, kẻ vua giả này, ta sẽ trở thành vị vua duy nhất của Khương Quốc. Gia tộc Tô thị sẽ phải phục tùng dưới chân ta, toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh sẽ trở thành lãnh thổ săn bắn của ta. Không không không. Ta muốn không chỉ là thiên tây hành tỉnh, ta còn muốn hơn một nửa Việt quốc, ta muốn trở thành bá chủ của thế giới phương Đông. Ta đến Đại Kiếp nạn cung, chắc chắn là ý trời, nơi này mới là nơi gần thiên thần nhất. Ta sẽ ở Đại Kiếp nạn cung chém giết A Lỗ Nana, kẻ vua giả. Đây cũng là ý trời. Hãy để ta bắt đầu việc lập nghiệp vương đồ từ việc chém giết A Lỗ Nana. Còn thẩm lãng, hắn chỉ là một vai hề, không đáng để nhắc tới. Dù rất xảo trá, nhưng hắn vẫn chỉ là một vai hề đại quân hãy chuẩn bị chiến đấu chém giết ngụy vương a lỗ nana chém giết thẩm lãng a lỗ thái gầm lên trong giận dữ một cơn gió cùng phong cuốn qua sau đó trời bắt đầu rơi đại tuyết a lỗ thái cười to và nói bổn vương uy phong đến tận đây một tiếng gầm to thậm chí đã đâm thủng trời cao khiến trời giáng đại tuyết lúc này trong lòng tô kiếm đình đã sợ hãi đến cực điểm đại vương đại vương thần trong lòng cực kỳ lo lắng thẩm lãng chắc chắn có quỷ kế tô kiếm đình nói đại vương trăm triệu không thể lên đi hãy để thần dẫn quân tiêu diệt a lỗ nana và thẩm lãng như thế nào a lỗ thái trong lòng dũng cảm mắng lớn ngươi có xứng không đầu của ngụy vương a lỗ nana chỉ có bổn vương mới có tư cách chém xuống đại kiếp nạn cung này là kỳ tích nhân gian dẫn ta đến nơi này để chém giết a lỗ nana hoàn toàn là ý trời ta vương đồ bá nghiệp sẽ bắt đầu từ nơi này việt quốc nội loạn trời cho cơ hội tốt ta muốn không chỉ là thiên tây hành tỉnh nam bộ ta muốn trở thành bá chủ duy nhất của thế giới phương đông. Thiên thần chứng kiến, đại kiếp nạn cung chứng kiến. Tô Mạc, Tô Ngưng và Tô Niểu, ba người phụ nữ tuyệt sắc quỳ xuống và cầu xin, "Đại vương, đại vương, thẩm lãng rất gian xảo, ta phải cẩn thận, hắn nhất định đã thiết lập quỷ kế." Khương Vương cười lớn, hỏi, "Các ngươi nói hắn đã thiết hạ kế gì? Ở đâu hắn đã thiết kế?" Tô Mạc trả lời, "Thần thiếp không biết, nhưng hắn gian xảo như quỷ, chắc chắn đã thiết hạ bẫy dập trong cung đại kiếp nạn." Đại Vương, xin đừng mắc mưu của hắn." Khương Vương A Lỗ Thái với ánh mắt sáng sủa, nói, "Cực khổ thượng sư, sao nếu ta cho ngươi tăng binh làm tiên phong, tấn công cùng Đại Kiếp nạn." Ý của Khương Vương rõ ràng, muốn cho Đại Kiếp nạn tự tăng binh đi dò đường. Nếu có bẫy dập thì cũng để cho khổ nạn đầu đà tăng binh đi dẫm. Khổ nạn đầu đà cười ha ha nói, "Khương Vương, ngươi thật là nhát như chuột. Dù không có lời ngỏ của ngươi, ta vẫn sẽ là người đầu tiên tiến vào cung Đại Kiếp nạn." Đại Kiếp nạn cung ta đến đây. Ban nhược đại sư, ngài có muốn cùng ta tiến vào không? Ban nhược đại tông sư lưu luyến không rời, từ tay nàng rơi xuống một tảng đá. Tảng đá này được chạm khắc tinh xảo, hình ảnh hai người đang ấy ấy nhau. Điều đặc biệt là hai người trên đá không phân biệt được giới tính, không nam cũng không nữ. Ban nhược tông sư nói, ta, ma nham cung và kiếm đảo, chúng ta không thể chung trời. Khổ nạn đầu đà la lớn, tất cả các binh sĩ của đại kiếp nạn tự, hãy theo ta tiến lên, Hãy tiêu diệt những kẻ trộm cắp trong cung Đại Kiếp Nạn ngay lập tức. Hai ngàn binh sĩ cuồng nhiệt và điên cuồng tiến lên. Tuyết lớn bay loạn khắp nơi. Đây là cung Đại Kiếp Nạn, là thánh địa của Đại Kiếp Nạn tự. Vì vậy, hai ngàn binh sĩ như có thần trợ, bay nhanh như điên, dường như có sức lực vô tận. Nhưng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp vọt tới đỉnh núi cung Đại Kiếp Nạn. Thẩm Lãng không thể không thở dài. Anh vốn tưởng rằng mình sẽ không phải đối mặt với cuộc chiến trong cung Đại Kiếp Nạn nhưng Khương Vương A Lỗ Thái lại quá xảo trá, không tiến công ngay lập tức mà lại tăng binh cho đại kiếp nạn tự. Không còn cách nào khác, chỉ có thể chiến đấu. A Lỗ Nana và Thẩm Lãng cùng 3.000 quân liên minh đã sẵn sàng chiến đấu, đứng trong những tàn tích của cung đại kiếp nạn. 2.000 binh sĩ của đại kiếp nạn tự ngày càng tiến gần, Thẩm Lãng có thể nhìn thấy sự cuồng nhiệt trên khuôn mặt họ. Họ không hề sợ chết. Dưới chân núi, những binh sĩ này không hề dũng cảm như vậy. Nhưng bây giờ, mỗi người đều tỏ ra dũng cảm như thần công hộ thể. Sát, 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 hai ngàn binh sĩ, như điên cuồng. Khổ nạn đầu đà gào giống, đại kiếp nạn cung, ta tới đây. Sư tôn, tăng vương bệ hạ, ta mộng hồi đại kiếp nạn cung. Sát, sát, sát. Phóng, phóng, phóng. Theo lệnh của A Lỗ Nana và Thẩm Lãng, quân liên minh bắn mũi tên như mưa xuống. Binh sĩ của đại kiếp nạn tự liên tục ngã xuống. Nhưng họ vẫn không hề sợ hãi, tiếp tục xông pha, sau ba bốn trận mưa tên dữ dội binh sĩ của đại kiếp nạn tự đã tiến tới trước mặt cuộc chiến giáp lá cà bắt đầu hai quân đội điên cuồng chém giết nhau máu tươi bắn tung lên gãy chi bay tứ tung trong trận tuyết lớn tiếng giết chóc rung trời trên cung đại kiếp nạn thẩm lãng và quân liên minh của a lỗ nana ngay lập tức cảm nhận được áp lực lớn những binh sĩ tăng binh này không nhiều nhưng lại quá cuồng nhiệt sức chiến đấu cực mạnh họ không hề sợ chết dường như đã bước vào trạng thái điên cuồng quân liên minh của chúng ta đã nhanh chóng xuất hiện thương vong. Sát, 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 hãy giết sạch những kẻ trộm cắp cung đại kiếp nạn. Khổ nạn đầu đà cũng dường như đã điên rồi. Hai quân đội đang chém giết nhau trong trận tuyết lớn trên núi, khi thế hừng hực. Trong lòng thầm lãng nóng như lửa đốt, Khương Vương A Lỗ Thái và quân đại quân của hắn tại sao vẫn chưa tới? Bởi vì hắn thiên la địa võng, chỉ có thể thi triển ở một chỗ. Không còn cách nào, hỏa dược là có hạn, chỉ có thể chế tạo đại tuyết băng ở một mặt của núi lớn. Trước đây, A Lỗ Thái đã phân tán quân đội khi di chuyển, hàng vạn quân lan tràn trong vòng mười mấy hai mươi dặm. Nhưng núi tuyết này thật sự quá lớn, một trận tuyết lở có lẽ khó có thể hủy diệt toàn bộ quân của hắn. Chúng ta phải chờ đến khi quân địch dày đặc nhất mới có thể gây ra tổn thất lớn nhất cho họ. Và vào lúc này, dưới chân núi bỗng nhiên vang lên tiếng chém giết rung trời. Đại quân của A Lỗ Thái đã tới, cuối cùng họ đã tới